Xin chào tất cả các bác. Ở clip này thì Minh Vũ đang test con bàn Mr. Mackey 1604 VLZ3. Mackey là một trong những dòng thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng các bác nhé. Và đây là hàng bãi đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp. Những cái đời này thì nó không có hàng mới các bác nhé. Đời này nó chỉ có hàng bãi thôi. Con này thì em đang test cho bác khách ở trong Sóc Trăng. Đây, tình trạng còn rất là đẹp nhé mọi người nhé. Rất đẹp nữa. Đây thì nó bị xước một ít. Nói chung là hàng bãi thì không thể tránh được vấn đề xước sát. Nhưng mà những con mà nó còn đẹp thì nhìn nó xước ít thôi. Đấy. Và những cái fader hay điếc của nó trắng tinh. Nút này nếu các thứ vẫn trắng tinh. Đó. Sạch đẹp nhá. Nói chung là con này thì không khác gì mới đâu. Nó sẽ có một chút gọi là xước sát nhỏ, không tránh được. Con này là con tuyển chọn. Dòng này thì nó sử dụng 16 line. Là đằng sau đây các bác nhé. Rất đẹp. Đẹp lắm. Nói chung là những dòng bàn Mixer, dòng bàn Mixer mà cái mã 1604 về là Z3 này thì cái giá thành nó tùy thuộc vào chất lượng còn xấu hay là đẹp, và hàng bãi hay là hàng bờ. Các bác lưu ý những cái mặt hàng Minh Vũ nhập về đều là hàng chưa qua sử dụng tại Việt Nam các bác nhé. Còn những con hàng mà đã sử dụng ở thị trường Việt Nam rồi thì những con đấy là gọi là con hàng bờ. Đây bên em toàn hàng bãi chưa qua sử dụng ở bên Việt Nam các bác nhé. Ngoài cái mẫu 1604 VLZ3 này ra thì em còn những cái mã như 1642. Đấy, 1642. Và mã Yamaha. Nói chung em cũng có nhiều loại lắm các bác nhé. Clip sau thì em có cập bến được một ít 1642 và 1604 các bác nhé. Và những con đẹp này thì thôi anh em chốt thì sẽ cho lên đường trước. Còn những con xấu hơn mà nó bị xước sát nhiều thì những con đấy thì giá em sẽ bán rẻ hơn rất là nhiều. Nó sẽ dao động từ 7 triệu đến 8 triệu các bác nhé. Rồi, xin chào tất cả các bác.